Ngọc và nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, chúng tôi rất là hạnh phúc mỗi tuần được chia sẻ với quý vị những cái bài học áp dụng trong đời sống hàng ngày về từ, bi, hỷ và xả. Và cứ mỗi một tuần như vậy chúng ta được biết rất là nhiều những cái phương pháp thực tập hay để mà mình có thể ứng dụng làm cho cuộc sống của mình mỗi ngày nó mỗi vui vẻ hơn. Và cũng như quý vị biết là chúng ta đang trong tâm xả và những cái chướng ngại của nó mà chúng ta vẫn thường nghe Ni sư chia sẻ trong những cái tuần lễ vừa qua, đó là sự chấp chặt vào những cái suy nghĩ của mình, hay gọi là kiến thủ hoặc là bảo thủ. Như vậy thì chúng ta xem coi còn những cái cản trở nào lớn trên con đường phát triển tâm xả của mình, vì mình biết rằng là hễ mà xả được thì tâm trạng của mình rất là thoải mái, rất là thông dong. Như vậy chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm coi những cái gì đó là cản trở để chúng ta biết và chúng ta tránh, quý vị nhé. Dạ, con xin mời Ni sư có thể chia sẻ với quý khán giả một lần nữa giúp cho tụi con nhớ lại, vì mình cũng đã đi qua rất là nhiều trong thời gian vừa qua và con cứ nhớ rất là nhiều về chữ chấp. Dạ, thì bên cạnh là chấp và giữ thì không biết là mình còn những cái chướng ngại nào nữa mà tụi con cần phải lưu ý không ạ? Cái chấp á, là nó chỉ là một cái gì đó rất là phụ thôi. Tại vì chúng ta đi qua là kiến thủ, tức là chấp chặt những cái suy nghĩ của mình. Đó. Thì chúng ta cũng đã đi qua năm cái điều chấp mà thuộc về cái thủ đó. Là thứ nhất cái là thân kiến, là cái chấp, cái suy nghĩ của mình chấp chặt cái thân này của mình, và rồi mình làm mọi cái cho cái thân mình mà mặc kệ thân người khác. Rồi cái thứ hai á, là thân kiến này, rồi biên kiến là cái thấy á, nó lệch một bên. Biên tức là bên lề. Đó, thì nó cũng giống như thiên kiến vậy đó. Thiên kiến là bị lệch, thì biên kiến là nó cũng là nó có hai lề, thì chọn cái lề bên này chấp bên này, chứ mà bên khác họ cũng chấp lề bên này. Như cái bề vàng đằng trước, nếu bên này là tôi chấp bên này cũng chấp, về hai đường song song không bao giờ gặp nhau. Còn người bên giữa thì họ sẽ nhìn, ô hai người này, người chấp bên này, người chấp bên này, chứ thật ra nó hai bên đều là cái lề mà của một cái bìa thôi. Đó. Thì cái này gọi là, nếu chỉ chấp một bên thôi gọi là biên kiến. Đó. Rồi còn cái tà kiến là nó bị lệch, nó không phải bị lệch. Lệch tức là như đây sư chấp bên này, còn chị Đức Hạnh chấp bên này. Đó, thì nó gọi là biên, tức là một bên. Còn tà đó là có nó không có bên nào hết. Nó không ở bên này mà nó cũng không ở bên này, mà nó muốn công đâu nó công. Tức là tà là bị công. Đó, bằng là cái bút mà bị tà đầu á, tức là nó bị công cái đầu đi. Thì cái tà kiến này là khó trị đó. Tại vì nó ở một bên á, thì người ta cũng nói, ôi chị ơi, chịu khó nhìn qua bên này. Chứ còn tà này nó làm bên này, nó công bên này, công tới công lui, mình không biết đường đâu mình đỡ. Người mà bị tà kiến rồi thì khó chữa lắm. Đó. Rồi đến thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ. Kiến thủ là nó nằm hết trong mấy cái kiến kia đó. Đó. Kiến thủ là chấp cái tư tưởng về thân mà chấp chặt, cũng gọi là kiến thủ. Nhưng mà kiến thủ về thân, tức là chấp chặt. Thủ là giữ đó, thủ là giữ chặt cái tri kiến hoặc là cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình thì gọi là kiến thủ. Nay mình chấp chặt cái thân, những suy nghĩ về thân thì mà giữ chặt nó cũng gọi là kiến thủ về thân. Rồi nếu mình chấp chặt cái bên này là của mình còn bên khác không phải đó, bao giờ cũng là hai bên mà. Đó, tôi chấp chặt một bên thì bên kia là cái bên tôi không có dung chứa, tôi cũng không chấp nhận. Và vì vậy cho nên hai bên nó mới có chuyện đánh nhau. Đó. Thì khi mà mình chấp chặt về tư tưởng của mình, mà mình chấp chặt một bên, trong khi bên kia họ chấp chặt kiểu khác. Và trong trường hợp vậy, nó xảy ra chiến tranh. Và mình chấp chặt cái đó cũng gọi là kiến thủ, nhưng kiến thủ về biên kiến. Tức là chấp chặt cái tư tưởng, nhưng chấp chặt tư tưởng nó của một bên. Rồi đến tà kiến. Là coi như kiến thủ mà tà kiến đó. Bây giờ mình nói chứ chẳng hạn như vậy, ai cũng biết rượu là có hại cho gan, phải không?
khi uống rượu vào á, thì cái lá gan nó phản ứng như thế nào khoa học họ cũng chứng minh hết rồi. Nhưng mà cái người mà quen uống rượu, nhất là người nam á, đấy, nhưng sư không biết rằng nam vô tử như kỳ vô phong. Tức là nam mà không có rượu thì như là cờ mà không có gió vậy đó, tức là cờ rũ. Thì nói ồ, cái căn bản ở chỗ là cái nhìn của bạn mà nó như vậy là nó bị sai lệch, nó không mở một bên nữa mà nó bị lệch thẳng so với chân lý của đời thường. Tại vì lá gan tạo ra không phải là để mà nó thích nghi với rượu, rượu tàn phá nó. Cho nên á, nó được tạo ra để mà nó lọc những cái chất để cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh. Còn bây giờ cứ bắt nó mỗi ngày mỗi phải chữa cái tật uống rượu của mình thì lâu ngày nó bị chai gan, nó sơ gan, rồi nó đến lúc nó không thèm làm việc với mình nữa thì coi như lúc đó là tử thần báo gõ cửa. Thì cái việc mà chúng ta nhìn cái người mà họ nhất định họ chấp chặt như vậy thì coi như là tà kiến rồi. Cái nhìn của họ nó không trúng đâu mà nó cũng trật đâu hết trơn. Thành ra cái vấn đề đó là tà kiến, chấp mà chấp cái tà kiến là thấy cái cửa tử nó mở rồi đó. Rồi thì cái cuối cùng là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là mình nếu mà định nghĩa theo á, là thủ là giữ. Chấp là giữ chặt, là cầm chặt, thì giới cấm là tốt chứ. Nhưng mà cái giới cấm thủ mà Phật nói ở đây là có những cái điều mà nó bị tà kiến mà mình chấp nó rất chặt. Chẳng hạn như bên khổ hạnh á, khổ hạnh có một cái phái khổ hạnh là đứng một chân một đời không có để chân xuống đó, mà cái đó họ coi cái hành xác đó là sự giải thoát. Đức Phật nói cái đó là giới cấm thủ. Rồi có người á, là phát nguyện là để tắt một đời không gội, một đời không gội, không rửa, không gì hết á, mà phải thờ như thờ tóc, đạo thờ tóc á, thì coi như rằng cái đó cũng là giới cấm thủ. Bởi vì nó không có liên quan gì đến cái việc mà bạn làm cho tâm mình hoan hỷ lên, tâm mình từ bi ra. Tại vì từ bi hỷ xả là những cái tiêu chuẩn chính để biết bạn có thật sự tu tâm hay không. Tại vì nói ai cũng biết đạo Phật, đạo tu tâm. Cho nên hễ mà lấy ngay cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để mà mình vun bồi, mình tu tập, tức là mình thực hành, thì mấy cái đứng một chân rồi thờ tóc rồi một đời không tắm, một đời không đánh răng, vân vân, tức là phát nguyện cái kiểu gì cũng quái dị lắm mà nó không liên quan gì đến sự từ bi hỷ xả cũng như đem lại niềm vui cho mình, cho người, thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Nếu chấp chặt một cái điều quái dị nào đó mà không lợi lạc cho mình, cho người đó, cho cả hai, cho cả thế giới bây giờ và mai sau, cái đó gọi là giới cấm thủ. Đó, nếu như mà mình chấp chặt hoặc cầm chặt hoặc giữ chặt năm cái điều này thì coi như rằng là con đường xả của mình nó đóng cửa luôn. Như vậy thì để cái chướng ngại á, của tâm xả, đối trọng của nó là chấp, là thủ. Vậy thì cái chướng ngại cụ thể trong quá trình tu tập chính là nó có hai cái điều. Kẻ thù trực tiếp của tâm xả chính là tham luyến và ái chấp. Tham chấp và ái luyến. Tham chấp tức là tham và cầm nắm giữ lấy về cho mình, còn ái luyến là yêu thích nó. Và cái gì mà mình không yêu thích nhưng mà mình cầm chặt, mình chấp chặt, chẳng hạn như là kiến, mấy cái thủ đó. Mấy cái kiến là ngũ đồ lợi sử, là thân kiến, viên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đó. Mấy cái thủ đó là mấy cái nó thuộc về, muốn bỏ nó thì phải bỏ cái sự tham và chấp nó. Tức là chấp chặt, chứ không phải là mình ái luyến nó. Nhưng để mà xả được, có những cái do ái luyến mà xả không được. Tức là tôi muốn cái món đồ vật đó, tôi tham tiền quá đáng, tôi thích tiền cho nên biểu tôi xả ra để bố thí, tôi không có làm được. Thành ra là kẻ thù trực tiếp của tâm xả đó là tham chấp và ái luyến. Nghe ái thì mình nghĩ là yêu, là thương, nghe cái bộ hay mà sư nói ái luyến có nghĩa là ái mà mình nhất định đem về cho mình, cái gì lợi cho mình. Ái tức là yêu, là thích, là ưa, là mến. Thành ra chữ ái nó là chữ yêu.
nguyên chữ ái nó nghĩa là yêu, nhưng mà những cái gì gần gần bà con mới nói là thích nè, ưa nè, mến nè, đó. Thành ra là mấy cái nào mà liên quan tới chữ thích, ưa, mến á, là coi như là mình biết là không có ái trong đó. Còn luyến á, luyến là nó cột chặt, luyến là nó ràng cho nhiều vòng, đó. Thành ra ái rồi mà luyến tức là cột chặt luôn, khỏi nhả ra. Thành ra đó là kẻ thù tham chấp ái luyến, là kẻ thù trực tiếp khiến tâm xã không thể nào phát khởi được. Thưa sư, dạ ngang cái vấn đề này con cũng muốn làm rõ hơn một chút xíu. Vì mới nghe ái thì chúng con cũng hay nghĩ rằng là ái là tốt, tốt mà nghe, yêu nghe thương mà tốt. Đâu có, tại sao lại là kẻ thù trực tiếp của tâm xã. Và chắc có lẽ là tụi con cũng nhầm lẫn giữa một cái tâm gọi là tâm từ bi và tấm lòng yêu thương mà không có bị chấp của giáo lý đạo Phật, và một cái tình yêu mà tụi con, người đời tụi con yêu là thế nào cũng có dính, có chấp, có giữ. Và có phải là sư có thể phân biệt rõ hơn hai cái ái? Tại vì nghe ái thì có vẻ là một cái gì đó, mình sống mà không có biết yêu thương thì nó cũng không có đúng. Mà yêu thương như thế nào để cho nó không bị ràng buộc, có lẽ phải nhờ sư chia sẻ cho tụi con. Cái mà ái là một cái tình yêu, dùng chữ ái tức là yêu đó. Thế thì cái tình yêu mà nó trong đạo Phật á, là một cái tình yêu vô hạn định, tức là không giới hạn. Thì cái chữ từ bi trong đạo Phật là vừa dâng tặng niềm vui vừa cứu khổ đó. Nó không có cái ý nghĩa của ràng buộc, tức là nó không có cái sự chấp thủ. Còn mình hễ ái là có thủ đó, ái là có thủ sẽ sống hữu, nghĩa là đầu tiên á, tôi yêu cành hoa này đó, tôi chăm bón cho cái hoa đẹp, hoa đẹp xong rồi tôi sợ nhiều người ngắm mà bứt mắt, tôi bứt vô trong nhà tôi cắm luôn. Thành ra thay vì tuổi thọ này của cái hoa này nó có thể kéo dài 10 ngày thì nó chỉ có hai ngày thôi. Hoặc là nếu mà là cái magnolia bỏ vô mới hái buổi sáng buổi chiều nâu luôn rồi, trong khi nếu để trên cây thì nó nở được cả 10 ngày thì nó mới tàn. Còn mình đem mình bứt nó vô từ sáng tới chiều ra khỏi cái nhựa của nó rồi, là coi như là mình hại đời hoa. Thì cái mà phân biệt giữa cái ái và cái từ bi đó là một cái là tình thương không điều kiện, một cái là làm cho tất cả, thương tất cả chúng sanh mà không có ái, không có thủ. Tức là không có mang chặt, cột chặt. Còn á, vì vậy mình mới có thể từ bi được với nhiều. Còn bây giờ mình có cái ái là mình thủ, là mình làm sao mang về cho mình. Thì thôi, trong cuộc sống vợ chồng, ái mà thủ đó thì là phải có. Thì thôi, trong cái thế giới của tương đối thì mình yêu chồng, yêu con, ok. Nhưng mà trong cái chữ xã này nè, là chữ ái luyến, tức là mình có thể yêu tiền, mình có thể yêu xe. Mà chữ yêu đây đó, mình không dùng từ yêu thì mình dùng từ thích. Tức là yêu là cấp độ cao nhất của điều thích, phải vậy ha? Đó. Thì là mình khoan nói tới vấn đề yêu người. Yêu người là mình lấy vợ chồng thì là yêu nhau là bình thường đó, thì chấp nhận trong cái thế giới tương đối này. Nhưng mà để ái với luyến á, mà nó trở thành một cái là mình cần phải nhìn á, tức là mình chấp thủ cái tôi này, ái cái tôi này quá nhiều, tự ái, phải không? Tự tức là mình, mà ái, tự ái tức là tôi yêu chính tôi. Cho nên cái lòng tự ái của mình bao giờ cũng rất dễ bị chạm, tại vì mình đã thương mình quá. Và ai không khen mình hoặc ai làm cái gì đó mình không thích, tức là nó giận đó. Nó giận, nó tự ái. Cho nên á, cái việc của chúng ta đó là nhìn cho rõ kẻ thù của xã là sự ái luyến. Thì sự ái luyến đây sư có thể tạm gọi gạt ra cái mức độ của con người bình thường, yêu chồng, yêu con, yêu gia đình là chuyện bình thường, sư không nói nhiều. Chứ chỉ nói là cái xã này nó nằm trong tâm ý của mình, là tôi ái nhà, ái xe, ái tiền, ái tức là những cái gì mà tôi ái, tôi luyến á, nó khiến cho tôi không bỏ ra được. Thì cái đó là nó khác với cái chữ từ bi, là một cái tình thương không điều kiện. Còn ái là tôi yêu bạn, bạn yêu tôi, nhưng mà
ở đây bạn không yêu tôi là tôi còn mà tôi bạn não dữ lắm. Không yêu tôi là tôi buồn á, tôi phiền não đó. Thì cái ái này mình chưa đụng tới nó, chưa đụng tới nó là vì sao? Cái chữ xả đó, cái chữ xả là chướng ngại đầu tiên khiến chữ xả không có thể thực hiện được, chính là sự tham chấp và ái luyến. Thì ở đây ở cái mức độ là mình gột rửa tâm ý của chính mình trước. Khi mình gột rửa tâm ý của chính mình á, thì cái đối tượng đầu tiên mà mình không nên đặt đến để mà mình thực hiện tâm xả chính là những người mình yêu thương. Đó là đối tượng mà mình dạy mình bắt đầu thực tập tâm xả, là mình không nên thực tập tâm xả nơi đối tượng mà người thân quyến mà mình yêu thương. Bởi vì đụng tới đó là mình thấy mình làm không được. Con đang phải tập đó sư, tại vì con của con nó lớn rồi, sẽ có ngày nó lấy vợ. Thì con đang phải tập từ bây giờ, tại vì con thấy rất là nhiều người vướng. Thấy nó đi với người khác mà nó vui quá, sao về nhà của nó không có vui với mình. Nhỏ đó tôi không ưa. Rồi mai sau nó cũng lấy vợ, nó đi ra ở riêng là mình rất là buồn, nó bỏ tôi. Tại cái con nhỏ đó, có nhiều người nghĩ như vậy, không nghĩ là hạnh phúc tới con, cũng không mong con mình hay là mình có thêm đứa con nữa. Thì mình nghĩ là nó giật con của mình. Thì đúng. Con đang tập cái đó tại vì sẽ có tới ngày đó. Thì cái mà mình ở đây thì chưa đụng tới là bởi vì trong cái mức độ mà nó chướng ngại của tâm xã, thì sư chị nói là sư khoan đụng tới cái những người thân yêu của mình. Bởi vì những người thân yêu của mình nó bắt đầu vào cái chỗ là đối tượng thực tập. Bây giờ mà sư để khi nào sư vào đối tượng thực tập thì sẽ nói à, đối tượng đầu tiên là tại sao không chọn người thân yêu. Bởi vì chọn người thân yêu là mình sẽ phải vào ngay một cuộc chiến. Mình xả người thân yêu làm sao xả đó. Thành ra là cái quá trình này là cái quá trình chưa Đức Phật dạy kỹ lắm. Nếu bạn thực tập mà bạn thực tập không đúng thời điểm, không đúng đối tượng, thì cái hạt mầm xả này nó mới được khởi lên trong tâm cái nó bị rụi luôn. Đó, tại vì cái kia quá mạnh, lòng ái quá mạnh. Ở đây xin nói sự ái luyến trong mức độ ái luyến của những cái tư tưởng trong tâm ý. Đó, mà khoan nói đến gia đình. Tại vì đó, thì chẳng hạn như là ái nhà nè, ái tôi nè, tức là tự ái nè. Thì những cái tư tưởng đó từ từ trong tâm mình gột rửa nó ra. Thì là mình phải nhận diện cho được cái chướng ngại của tâm xả, chính là sự tham chấp ái luyến. Con thấy cái ái tôi thì nó có hàng ngày á. Mà mình không để ý thôi. Nội mình người ta làm, người ta nói cái gì mà mình giận là mình ái tôi rồi. Mình dạ tự đúng. Ái rồi mình tự nói cái gì. Tôi làm xong không ai chê rồi tới đây cái có người chê. Đó, thì cái việc mà chúng ta nhìn ở trong cái góc độ mà thực hành tâm xả là rất là dễ mỗi ngày. Nghĩa là mình bị chê, mình giận. Tại sao giận? Ta chê đúng mà. Ta chê đúng mình vẫn giận đó, chứ không phải là chê đúng mà không giận đâu. Thì cái việc mà chê đúng mà mình giận là mình biết rằng là tự ái. Và khi mà mình, đó là chưa kể mình ta không chê, không có gì hết, bắt đầu mình đi kiếm người khác mình chê á. Mình bao giờ mình cũng thấy mình đúng nhất ấy. Thì cái thân kiến của mình bao giờ cũng mạnh. Cho nên khi mà mình nói mình bỏ đó, từ 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 là bỏ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó. Còn cái đối tượng thứ hai đó là cái đối tượng mà không phải đối tượng, chướng ngại quan trọng thứ hai. Chướng ngại quan trọng thứ hai đó là lòng hững hờ, lạnh lùng, vô cảm. Nhìn rất giống xã. Ồ, cái đối tượng thứ hai này đối tượng nguy hiểm lắm. Bởi nó nhìn rất là giống tâm xã mà nó không phải tâm xã chí nào. Chắc là tụi con sẽ có rất là nhiều câu hỏi về cái đối tượng thứ hai này. Tại vì nếu mình hơi không rõ ràng, hiểu rõ cái khái niệm của nó, mình thấy nó rất là giống tâm xã. Vì mình không có chấp giữ cái gì trong lòng mà. Không khe. Cái chữ không khe là cái bốn được rồi đó. Đúng rồi, điều cái chữ không khe trong trường hợp xã là không được rồi đó. Và quý khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta được Ni Sư chia sẻ cho chúng ta về những cái chướng ngại trực tiếp quan trọng chính và những cái chướng ngại phụ trên cái con đường thực tập phát triển tâm xả. Biết được như vậy để chúng ta luôn luôn gọi là cảnh giác và đề phòng.
mỗi khi những cái tâm niệm nào khởi lên trong cái tâm trí của mình, chỉ có mình là người nhận diện những cái tâm trí đó, đôi khi nó chưa thể hiện ra nên người khác không có biết, thì mình hãy luôn luôn cẩn thận bằng cái chánh niệm của mình, rồi mình biết những cái loại nào mà những cái tâm niệm nào khởi lên như vậy thì mình có thể mình ngăn chặn nó ngay từ bước đầu để nó không có khởi ra. Và từng bước như vậy chúng ta có thể thực tập được tâm xả, cũng như là chúng ta đã thực tập được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, và bây giờ là tới tâm xả. Thì Bảo Ngọc tin rằng là thực tập được tất cả những tâm này trong tứ vô lượng tâm, đời sống của chúng ta sẽ đúng nghĩa của nó là thông dong và tự tại, thưa quý vị. Và thay mặt tất cả những người làm chương trình, lúc nào cũng vậy, chúng tôi luôn cầu chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được an lạc nè, thân tâm luôn được thông dong, luôn được hiền hòa, luôn được tự tại. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.